Và sau đây em test con Lukman 505V, một con âm ly Lukman chạy sổ sách chuyên trị dùng loa cổ và đặc biệt là đánh JBL tuyệt vời. Đối với con này công suất 200W, giá rất là bình dân, gọi là ngon bổ rẻ, 7 triệu 500. Em test gửi cho anh Quang và ở Thanh Hóa và phối ghép với nó như dòng loa JB cổ như là L50, kể cả L100, những dòng bass 30 đều đánh rất là tốt, bởi vì lực đánh của những dòng này nó rất là khỏe. Sau đây các bác cùng nghe cái lực tiếng của nó. 200W là vô tư, mình chơi 30 rồi. Và đây là cặp loa L56 giá 12 triệu 500, bass 25, một chép đo. Tiếng của những dòng loa của Mỹ Nòi, của JBL thì không có ai có thể chê được. Tiếng bass nó chuẩn, nó đầm và ba dải cực kỳ hài hòa, nó không bị khô. Cho nên mời các bác cùng nghe nha. Cặp loa giá 12 triệu 5 nha, loa đẹp xuất sắc luôn nha.